Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài 4 là chào, dấu in, ngày và thứ. Trong bài này, thầy sẽ hướng dẫn các bạn đọc số trước. Các bạn sẽ sang trang 94. Trong tiếng Hàn có hai hệ số, đó là số Hán Hàn và số Tuần Hàn. Hôm nay chúng ta sẽ học số Hán Hàn trước. Các bạn đọc theo thầy nhé. 1, il, il. 2, y, y. 3, sam, sam. 4, sa, sa. 5, ô, ô. 6, yu, yu. 7, chi, chi. 8, hai, hai. 9, gu, gu. 10, zip, zip. Tiếp theo, từ số 11 đến số 19, ta ghép zip và số từ 1 đến 9. Ví dụ số 11, zip ghép với 1 là il, zip, il. Các bạn lưu ý phát âm. Đối với từ đằng trước kết thúc bằng bát chim và từ đằng sau bắt đầu bằng nguyên âm thì các bạn phải đọc nối âm, đọc là ship bi, ship bi. Tương tự số 12, ship bi, ship bi. Số 13, ship sam, ship sam. Số 14, ship sa, ship sa. Số 15, ship bộ, ship bộ. Số 16, xin nhu, xin nhu. Số 17, xin chì, xin chì. Số 18, xin phải, xin phải. Số 19, xin cụ. Từ số 20, mình hãy ghép số 2 và xin đọc thành y xin. Tương tự 30 là xăm xin, 40 là xa xin, 50, ô xịp, 60, dục xịp, 70, chê xịp, 80, hai xịp, 90, cú xịp, và 100 mình dùng từ phẹt. Đến số hàng trăm, 100 là phẹt. Từ 200 đến 900, mình chỉ cần ghép từ số 2 đến số 9 và cộng 10, phẹt. 200 là ý bè, 300 là xăm bè, 400, xa bè. Tiếp đến số hàng nghìn, 1.000 là chọn. Từ 2.000 đến 9.000 mình cũng ghép tương tự, 2.000 là ít chọn, 3.000 xăm chọn, vân vân. Đến số hàng vạn, màn, vạn tức là 10.000. Từ 20.000 đến 90.000 mình lại ghép tương tự, 20.000 là ý mà, 30.000 xăm mà, vân vân. Đến số hàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn là xin mà. Tùy phát âm, khi chữ bờ gặp chữ mờ, bờ cộng với m thì chữ p này sẽ biến thành m. Nghĩa là chữ này đọc mình phát âm là sim mà chứ không đọc là ship mà. 100.000 mình đọc là sim mà. Vậy từ 200.000 đến 900.000 mình cũng ghép số tương tự. 200.000 là y sim mà, 300.000 sam sim mà, vân vân. Cuối cùng số hàng triệu, 1 triệu là hàng mà. Chú ý phát âm, khi chữ c cộng với chữ m thì chữ cơ này nó sẽ biến thành ng và phát âm là hèn màn chứ không phát âm là bét màn. 1 triệu đọc là hèn màn. Vậy từ 2 triệu đến 9 triệu mình cũng ghép số tương tự. 2 triệu là y bèn màn, 3 triệu sam bèn màn, vân vân. Và cuối cùng số 0 là khùng hoặc giòn, khùng hoặc giòn. Lưu ý trong giao tiếp mình dùng không nhiều hơn do. Lưu ý cách dùng số Hán Hán như sau. Số Hán Hán chủ yếu dùng với ngày tháng năm, số điện thoại, số tầng nhà, số phòng và dùng khi đếm tiền. Ok, chúng mình quay trở lại phần từ vựng trang 92. Các bạn nhìn vào sách và đọc theo thầy nhé. Thứ hai, Uroil, Uroil. Thứ ba, Hoa Yoil, Hoa yo il. Thứ tư, su yo il, su yo il. Thứ năm, mô kyo il,
목요일 thứ sáu, cứ miêu yêu, thứ bảy, thô yêu yêu, chủ nhật, y rô yêu, năm, niên, tháng, quờ, ngày, yêu, giờ, si. Tiếp theo, tháng 1, y rồi, các bạn chú ý đọc nối âm sang, y rồi, tháng 2, y rồi, tháng 3, sam rồi, tháng 4, sao rồi, tháng 5, ô rồi, tháng 6, yu rồi, tháng 7, chi rồi, tháng 8, ha rồi, tháng 9, gu rồi, tháng 10, si rồi, tháng 11, si bi rồi, tháng 12, si bi rồi, các bạn chú ý, tháng 6 và tháng 10, mình đọc là yu rồi và si rồi, chứ không đọc là yuk rồi và ship rồi. Tiếp theo, phần từ vựng ở dưới, hôm kia, cứ chờ kể, hôm qua, ở dề, hôm nay, ổn ử, ngày mai, nề ịp, ngày kia, mô rê, phần từ vựng tiếp theo, năm ngoái, năm nay và năm sau. Các bạn lưu ý ở phần này, năm ngoái có 2 từ, năm nay cũng có 2 từ, năm sau cũng có 2 từ. Trong giao tiếp, mình chỉ dùng 1 từ. Từ thứ nhất, năm ngoái, mình dùng từ tráng niên, chứ không dùng từ chín an hè. Năm nay mình dùng ổ đề, chứ không dùng khứm niên. Năm sau mình dùng né niên, chứ không dùng tháo hè. Trong giao tiếp, các bạn lưu ý phát âm phần này, từ năm ngoái. Thì chữ cờ cộng với chữ n, thì chữ cờ này nó sẽ biến thành ng và phát âm là tráng niên, chứ không phát âm là chắc niên. Từ năm nay, năm nay chữ h này cơ mà mình nối âm r này sang, phát âm là ổ đề, chứ không phát âm là ổ hè. Từ vựng tiếp theo, tháng trước, chín an đà, tháng này, y bon đà, tháng sau, tháng đà, tuần trước, chín an chu, tuần này, y bon chu, tuần sau, tháng chu, ngày thường, Phương yêu, từ trong họng là chú trùng nhưng ít dùng trong giao tiếp. Cuối tuần, chú mải. Ok, chúng mình cùng chuyển sang phần ngữ pháp trang 94. Ngữ pháp đầu tiên, thầy đã hướng dẫn các bạn rồi. Chúng ta cùng chuyển sang ngữ pháp số 2. Danh từ cộng với qua hoặc qua cộng với danh từ. Ngữ pháp này có nghĩa là và hoặc với, và hoặc với. Cách chính như sau, chúng ta có hai trường hợp. Một, danh từ có bắt chim cộng với qua. Trường hợp hai, danh từ không có bắt chim cộng với qua. Ví dụ, bàn, bà ghế.
Qua là check sang. Từ này có bắt chim, mình dùng qua check sang qua ghế là gửi trà, check sang qua gửi trà. Ví dụ tiếp theo, thịt và rau. Thịt là củ kỳ. Từ này không có bát chim, mình dùng hoa, củ kỳ, hoa. Rau là giá chè. Bây giờ chúng ta cùng đặt câu ví dụ nhé. Bây giờ mình nói tôi mua bàn và ghế. Câu này nói là tôi thứ hai là trò tiểu tư chủ ngữ nên bàn là sách sàn, sách sàn và mình dùng qua có bác sĩ mình dùng qua sách sàn qua ghế gửi cha. Bàn và ghế là đối tượng chịu ảnh hưởng của động từ mua, cho nên nó là tân ngữ. Tân ngữ mình dùng tiểu tư r. Trong trường hợp này không có bác sĩ mình dùng r. Mua là sa tạ. Sa tạ không có chim, mình chia thành sam nỉ tạ. Trở nên chắc chắn quá với trả rớt sam nỉ tạ. Ví dụ tiếp theo, tôi ăn thịt và rau. Câu này là tôi trở nên thịt là củ kỳ. Từ này không có bắt chim, mình dùng hoa. Củ kỳ quá. Rau là giá chè. Đây là tân ngữ, mình dùng tiểu tư rư. Ăn là mọc ta. Cái này có chim mình chia thành mọc xưng gì ta. Trở nên củ kỳ quá giá chè rư mọc xưng gì ta. Ví dụ tiếp theo, tôi xem phim với bố. Câu này sẽ viết thành tôi là cháu nên bố là appa. Hoa qua, từ này không có bắt chim, mình dùng hoa appa. Hoa phim là giống hoa, giống hoa rớ tân ngữ, giống hoa rớ cổ tạ. Không có bắt chim, mình chia thành bốn nhị ta. Trở nên appa wa giống hoa rớt cùng nhị ta. Bây giờ thầy sẽ nói câu tiếng Việt và các bạn hãy chuyển sang tiếng Hàn. Câu đầu tiên, tôi thích trà và cà phê. Chủ ngữ trong câu này là tôi. Trở nên trà và cà phê. Trà là trà. Từ này không chim, mình dùng hoa. Trà hoa. Cà phê là coffee. Tân ngữ mình dùng tiểu từ r. Coffee r. Thích là chua hà tạ. Không có chim, mình chia thành chua ham ni tạ. Trở nên cha hoa coffee r chua ham ni tạ. Ví dụ tiếp theo, tôi học tiếng Hàn với thầy Khánh. Chủ ngữ trong câu này cũng là tôi. Cho nên thầy Khánh, Khánh thân thành niệm. Thân thành niệm có chim, mình dùng tiểu từ qua. Tiếng Hàn là Hàn Quốc gọi. Tân ngữ mình dùng tiểu từ rơ. Học là công vụ hát ạ. Không có bác sĩ mình chia thành công vụ hát nỉ tạ. Cho nên khách sân trình nhìn quá hát ngủ gọi rơ công vụ hát nỉ tạ. Ngữ pháp tiếp theo, tiểu từ chỉ thời gian ê. Trước ê là thời gian với ê. Cái này mình dịch là vào lúc hoặc vào. Ví dụ thứ hai là vừa đôi. Bây giờ tôi muốn nói vào thứ hai.
vừa rồi ý. Và thứ hai mình thêm từ ê vào, vừa rồi ý. Các bạn chú ý đọc lối âm sang vừa rồi ý rê, vừa rồi ý rê. Tương tự cuối tuần là chú mày. Và cuối tuần mình thêm từ tiểu từ ê vào thành chú mà rê. Ví dụ khác ngày thường là 평일. Tương tự vào ngày thường là 평일 rê. 평일에. Bây giờ chúng mình cùng đặt câu hoàn chỉnh nhé. Ví dụ đầu tiên, tôi gặp bạn vào thứ hai. Chú ý, chủ ngữ trong câu là tôi thì bạn có thể lược bỏ. Rồi, vào thứ hai là 월요일 왜 bạn là 친구. Bên ngữ mình dùng kiểu từ 를, 친구를 gặp là 만나다. Không quá chín mình chia thành 만납니다. 월요일에 친구를 만납니다. Ví dụ tiếp theo, tôi xem phim vào cuối tuần. Câu này cũng tương tự, mình cũng có thể lược bỏ chủ ngữ tôi cuối tuần. 주말에 vào cuối tuần 주말에 xem phim là 영화를 보다. 영화를 봅니다. Chumare, 영화를 봅니다. Ví dụ tiếp theo, Subin làm việc ở công ty vào ngày thường. Chủ ngữ trong câu này là Subin. Subin 씨, tiểu từ 는. Subin 씨는 vào ngày thường. 평일에 ở công ty là 회사에서 làm việc là 일하다. 일하다. Không có quá chi mình chia thành 일합니다. 수빈 씨는 평일에 회사에서 일합니다. Chú ý đối với một số từ chỉ thời gian như 언제, 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 오늘, hôm nay, 내일, ngày mai, 모레, ngày kia, 어제, hôm qua, 그저께, hôm kia thì ta không dùng tiểu từ 에. Ví dụ, khi nào bạn học bài? 언제 공부합니까? chứ mình không nói là 언제 에 공부합니까? Ví dụ tiếp theo, hôm nay tôi học bài. 오늘 공부합니다. Chứ mình không nói là 오늘에 공부합니다. Bài của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Annyeong.